thành quả mẹ của mình. Đó, đây đó là ý kiến cúc ức siêu to khổng lồ. Nó gồm là ba tê gian nè, dạ. Cái clip là ba tê gian heo ả làm tại nhà đó các bạn. Các bạn có vô coi thì các bạn coi đã sẽ biết. Anh ba gia nè, tương cà, hành phi luôn. Bây giờ mình sẽ thử một miếng với xúc xích nha các bạn. Ngon lắm luôn các bạn. Nó ngon lắm luôn. Các bạn ăn thêm miếng xúc xích nữa. Rất cần. Nãy của mình đã chế bayonet và tinh cà lên. Các bạn muốn ăn thêm thì để một cái chén và để nước sốt vô. Đó. Rất là ngon. Đó, các bạn thấy không? Ba tay gian heo của mình. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không? Các bạn thấy hay nhớ những like và subscribe, đăng ký kênh và nhấn những nút chuông để nhận được những thông báo mới của video của mẹ của mình và video của mình nha các bạn. Subscribe. Cô chú. Đó, rất là ngon luôn. Đây đó là cái bánh trứng cút của mẹ của con đây các bạn. Nhân với con chút nữa. Đó. Xin kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ đừng quên bấm vô cái chuông để nhận được những thông báo mới của kênh của mình, không bỏ lỡ những video mới là mình đăng lên nha các bạn. Bây giờ tạm biệt các bạn nha. Bây giờ mình phải vô uống nước đây, mình khát nước quá rồi. Tạm biệt các bạn. Bye bye.